Vâng, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Fuji Auto. Hôm nay em Fuji Auto sẽ giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, hệ số an toàn cực kỳ cao, một hãng xe thương hiệu nổi tiếng, đó là Audi. Audi A6 sản xuất năm 2009, phiên bản máy xăng 2.0, hộp số tự động, con này bản turbo. Thưa quý vị các bạn, form dáng thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bạn có thể nhìn nhá, một mẫu sedan cực kỳ tuyệt vời. Ấy, cái giá thì khá là rẻ, chưa đến 500 đâu, nhưng mà được tất cả tính năng an toàn rồi cũng như là lốp lát mới. Bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết về chiếc xe màu đỏ này cho mọi người. Một chiếc xe khá là đẹp, đặc biệt là bộ vành đúc của mọi người có thể nhìn này, vành đúc rất là đẹp luôn đó. Nói chung là thưa quý vị các bạn, chiếc xe này thì em khoe nhiều hơn là bán. Thế nhưng mà thưa quý vị các bạn, mọi người có thể nhìn nhá, xe màu đỏ rất là đẹp. Đây là vào trong hình thì nó bị tối màu đi một chút thì nó sang màu hơi hồng hồng, nhưng mà thực sự là màu đỏ đùn rất là tuyệt vời. Vâng, chiếc xe đẹp này thì mang trong mình một bộ máy 2.0 cực kỳ khỏe khoắn, và đặc biệt lại sử dụng máy turbo, nó lại còn khỏe hơn nữa. Vâng, một chiếc xe nhập khẩu thương hiệu đến từ Đức, Audi A6, khá là bắt mắt. Và bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết cho mọi người cùng xem chiếc xe này. Chiếc xe đã được sang tên biển Hải Phòng rồi, nên là mọi người cũng thực sự là không mình nghĩ ngợi luôn. Biển số khá là đẹp, 15A61344. Đấy quý vị, các bạn có thể nhìn các cái đèn đóm ở chiếc xe thì rất là tuyệt vời luôn. Thử dụng một dải đèn led rất là đẹp, bóng bầu căng rất là nét luôn. Con này thì đảm bảo là không đâm va, không ngập nước, máy móc nguyên zin luôn. Con này sử dụng hệ turbo Quattro nha quý vị nhá, 2.0, máy 2.0 cực kỳ khỏe. Một chiếc Audi A6 khá là đẹp và hiếm có trên thị trường, zin đét đẹp luôn từ đầu cho đến cuối. Sử dụng 4 lốp mít khá là mới, 2019, lốp lắp đẹp. Đặc biệt là bộ vành thì không chê vào đâu được. Đó quý vị các bạn có thể nhìn bộ vành này đố kiếm ở đâu ra. Đấy, mọi người có thể nhìn nhá, nó phủ sơn màu ánh tím cực kỳ sang trọng. Logo Audi nổi bật luôn. Lốp Michelin khá là mờ ổn luôn. Đấy, lốp rất là mềm, bám đường rất là tốt. Lốp này thì 2018, còn đằng kia thì 2019. Cua lốp thì đặc cực kỳ sạch sẽ luôn. Sơn xi đều toàn bộ xe, và quý vị các bạn có thể nhìn thân vỏ này. Đấy, phần thân vỏ rất là đều nhá, cửa kia các thứ rất là chất luôn. Đấy, tôn vỏ mỏng te này. Đấy, phần nẹp dưới các bác nhìn nhá, không mấy khi hàng nào có lại chiếc bộ nẹp dưới ngay như thế này đâu. Cửa thì rất là khít, và kính của chiếc xe thì zin đét đẹp luôn. Đấy, tay nắm cửa mạ rất là sáng bóng, mở ra rất là nhẹ nhàng. Đấy, cửa đóng mở rất là êm chắc luôn. Hiện nay xe đang chạy máy, nổ máy nha quý vị nhá. Thế nhưng mà gần như là không nghe thấy cái gì cả, không nghe thấy tiếng xe luôn. Các cái cột của chiếc xe thì các bác có thể nhìn này, cột A này, cột B, cột C, nó thu gọn lại để tăng cái khả năng quan sát cũng như là độ rộng rãi trong chiếc xe. Một mẫu sedan xứng tầm phân khúc hạng D rồi. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị nhá. Lốp Michelin ở phía dưới này là lốp phía trước. Lốp 205/60 vành 16. Đặc biệt là bộ vành đúng là nhìn không thể còn cái gì có thể tả được. Vành rất là đẹp luôn. Phanh đĩa thì cực kỳ to bản, chắc chắn. Và con này thì em cũng vừa mới đi thử rồi, một đoạn khá là đẹp. Nói chung là hàng chất, thóc thật, đi đẹp. Đấy, và giá của chiếc xe thì khá là rẻ. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn này, một mẫu xe nhập khẩu tiền tỷ, nhưng bây giờ tại Vũ Duy Auto nó chỉ có giá chưa đến 500 triệu. Vâng, rất là đẹp luôn. Lốp láp sạch sẽ đẹp đẽ, bốn bánh thì không chê đâu được. Xi nhan kết hợp trên tay gương, gương thì có bầu hơi tròn theo ôm theo phong dáng xe. Đấy, các cái phần đường nẹp hay đường căng của các cái ốp này, các bạn nhìn này, ốp hay nắp capo nó rất là đều luôn. Đấy, nắp capo rất là đều. Logo Audi nổi bật, biển số 15A61344 nha quý vị nhá. Mọi người nhớ nhá, 61344, biển số rất là đẹp. Đấy. Sơn xi rất là đồng đều luôn, thẳng căng luôn. Và sơn là sơn zin cũng tương đối là nhiều, 80% đấy quý vị nhá. Đấy, bầu đèn sử dụng bóng halogen. Bóng rất là to, à xe lông, bi xe lông kết hợp với halogen. Đấy quý vị các bạn nhìn này, còn giải đèn led dưới thì mắt cực đẹp luôn. Đấy, đèn gầm này cực kỳ sáng luôn, cũng là halogen. Đấy, logo Audi nổi bật luôn. Và đấy quý vị các bạn có thể nhìn là như thế này, hàng hiếm kiếm đâu ra. Một chiếc Audi A6 hàng hiếm luôn.
rất là đẹp, sơn xi đều, cảm biến vây quanh xe này quý vị nhá. Cảm biến vây quanh xe. Đèn theo góc mở của xe, theo cua tay lái luôn đấy các bác nhá. Rất là hiện đại và tiện lợi. Đấy. Đèn gầm này, sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đấy, với cái giá chưa đến 500, alo ngay cho em qua số điện thoại 0869158926 để hỏi thông tin chi tiết về chiếc xe này. Đấy. Phần lốp của chiếc xe đây, lốp Michelin này các bác nhìn này. 2019 lốp bên này thì cực kỳ là mới luôn. Cua lốp sạch sẽ. Đấy. Giảm sóc, giảm trước các thứ trông nó nét nừ này không ạ. Đấy các bác nhìn nhá. Đặc biệt là bộ vành cũng như là cái phanh đĩa kết hợp của nó thì cực kỳ là chắc. Đấy, khá là to bản so với các dòng bình thường. Một loại chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, kính zin luôn đấy các bác nhá. 2009 kính zin mà nguyên logo Audi. Con này thì đã được đóng phí đường bộ một rừng rồi. Thế nên là khi mà đi qua các trạm thu phí thì cứ đi thẳng căng thôi, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Hạn đăng kiểm còn rất là dài. Đấy. Ở đây các bác nhìn này. Xe rất là chất luôn. Mà xe hiện nay đang chạy, đang nổ máy thế nhưng mà êm thin thít như chó thở luôn. Đấy các bác nhìn nhá. 2009 kính zin luôn này. Kính rất là đẹp. Đấy, cửa thì mở cực kỳ nhẹ nhàng. Và cái này thì cửa nó là hai cái nó sát nhau. Đấy các bác nhìn nhá, khe cửa này mở rất nhẹ nhàng, tapi thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Tapi được sử dụng rất là phần da cực mềm. Đấy, kính kia các thứ là lên xuống bình thường. Nói chung là về công nghệ thì cái dòng Đức thì không chê vào đâu được rồi. Loa của nó là hoa Harman Kardon cũng như là đấy, các bác nhìn này. Các cái bản lề nét lừ này mà. Đấy, hàng zin. Tiền tươi thóc thật, không một lỗi nhỏ. Xe rất là chất. Đấy. Keo chỉ đây, nét căng đét đẹp luôn. Đấy, tapi thì cực kỳ sạch sẽ. Không gian nội thất bên trong thì màu đen kết hợp với đấy các bác nhìn nhá. Khá là chắc chắn. Nội thất ghế da của chiếc xe này màu đen. Đấy các bác nhìn này, nội thất ghế da nguyên bản nhá. Ghế da rất là đẹp luôn. Ghế da có những cái lỗ thoáng khí, ngồi lâu không biết mỏi lưng. Không biết nóng lưng là gì cả. Đấy, táp lô thì cực kỳ sạch sẽ. Cái này tí em đi chi tiết ở mé bên kia thì nó sẽ không bị ngược sáng thì các bác nhìn rõ hơn. Thế còn đây, bản lề này các bác nhìn này. Hàng đẹp nét căng luôn. Đấy. Con này thì có rất nhiều túi khí nhá, túi khí người lái, túi khí người ngồi bên, túi khí bên sườn. Rất là nhiều, rất là an toàn. Đấy, chiếc xe thì cái phần mạ kim loại này, đấy, cửa này đóng mở rất là nhẹ nhàng, kính thì lên xuống là bình thường. Thế còn kia thì đang chốt kính điện rồi. Các cái hộc để đồ rất là tiện lợi luôn. Đấy, loa âm thanh của Audi thì các bác biết rồi, hàng chất luôn. Tí nữa người ta sẽ mở một đoạn âm thanh để nghe âm thanh của nó. Thế còn đây, cửa này có rèm che và rèm che là rèm che cơ nhá các bác nhá. Mình có thể kéo lên, mình cài vào đây, thế là rèm che cơ rồi, rất là tiện. Đấy. Nói chung là hàng từ 2009 thì đương nhiên là các option thì nó không thể như những con xe mới được. Nhưng mà với độ chất chắc của con xe này thì vẫn còn tương đối khá là ok. Đặc biệt là phần giá của nó khá là mềm. Cột keo cao chỉ thì không phải nghĩ luôn. Trần nỉ này cực kỳ sạch sẽ này. Lại còn có túi ly lông bọc nữa. Đấy, một chiếc xe rất là chất. Đấy, nội thất ghế da thì không chê vào đâu được. Lốp bên này cũng là lốp Riton. Và các bác có thể nhìn đấy, lốp lap thì đẹp, không phải nghĩ ngợi. Đặc biệt là bộ vành, nói chung là kết luôn bốn bộ vành, bốn lốp này, nó quá chất luôn. Đấy, cửa kia các thứ đóng mở thì không chê vào đâu được. Đấy, các cái phần nẹp chrome dọc thân xe cũng như là các cái phần cửa nó rất là đều luôn. Đấy, đặc biệt là các bác nhìn cái phần led này, led nó theo giải nó nháy rất là đẹp luôn nhá. Biển số rất là ok, logo Audi, rồi camera lùi. Đằng sau con này thì cảm biến vây quanh xe luôn, nên là rất là an toàn khi mà mình lùi. Và có rất nhiều công nghệ tích hợp hỗ trợ. Có điều là con này thì hơi có một cái bị thiếu sót, đó là cái hệ thống này chưa có định gọi là lùi tại chỗ luôn. Đấy, còn đâu là không chê. Đấy, cốp này, cốp mở đây nhá các bác nhá. Đấy, ấn cái cốp đấy cái là mở lên. Con này thì rất là chắc chắn luôn. Đây các bác nhìn này, những cái phần đằng sau của nó sơn xi nét nừ, đinh hàn đinh tán vẫn còn ngon. Đấy, bản lề bản liếc này. Đấy, sơn zin luôn nhá các bác nhá. Đấy, không mất một chút nào luôn này. Hàng đẹp, tiền tươi thóc thật. Đấy, giá rẻ luôn. Lại khách rồi. Đây các bác nhìn này,
Rồi keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này. Đấy các bác nhìn nhá, hàng keo chỉ rất là chắc luôn. Đặc biệt là cái thần nỉ của chiếc xe vẫn còn nguyên. Đấy, phần nỉ trong khoang cốp. Rồi cái này là cái cọc tam giác cảnh báo khi mà có vấn đề thì là mình dựng lên, rất là tiện. Không gian đồ của cái cốp xe của con này thì cực kỳ rộng rãi luôn. Các bác nhìn này, rất là sâu, sâu thăm thẳm luôn. Để về tầm được hơn một khối, tha hồ để đồ, nếu mà tính diện đồ nghề. Đấy, còn đây là lốp sơ cua, khá là to bản, hầm hố. Đấy, lốp xem là 205-60 vành 16. Đấy, cũng là lốp Michelin mà khá là dày dặn, trông rất là chắc chắn. Đấy, còn bộ ắc quy của con này thì nói thưa quý vị các bạn nhá, dùng đến cả chục năm không biết hỏng là gì. Đấy, dây điện, dây đĩa các thứ nó còn nguyên của Audi thôi các bác. Đấy, hàng chất này, các bác nhìn nhá. Đấy, chất lừ luôn. Tem nhãn đầy đủ, số má các thứ là chuẩn chỉ luôn. Không gian quá là rộng rãi, đẹp đẽ, sạch sẽ. Đấy, đấy các bác nhìn này, rất là sạch luôn. Hàng chất, đấy. Cửa thì đóng mở rất là nhẹ nhàng và chắc chắn. Đấy, kết nhất là bộ đèn led nháy liên tục này, nhìn thích mắt thế. Đấy, kính như kính zin đấy các bác nhá. Kính zin đây. Kính ấy. Đấy. Còn đây, cửa kia các thứ này mở rất là chắc chắn, lốp bên này. Đấy, cái này thì vừa lấy giới thiệu rồi, không nói nữa. Đấy, giờ còn đâu ta mở lên này. Đấy các bác nhìn này. Không gian bên tapi sau cửa cánh này. Keo chỉ này. Đấy, hàng chất luôn. Đấy. Kính các thứ là rèm che nắng che mưa rất là ok. Tapi sạch sẽ. Đấy. Nội thất ghế da đằng sau rộng rãi thoải mái này. Đấy, trần rất là sạch. Đó. Con này thì có cửa gió ở đằng sau điều khiển nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, hàng đẹp luôn. Đấy. Con ghế điều chỉnh điện luôn. Và đây, tem nhãn của chiếc xe đây. Tem nhãn của hàng Audi đây. Bản lề con này thì chắc chắn rồi. Đấy, ngồi vào trong. Đấy, ngồi vào không gian bên trong. Con này ghế điều chỉnh điện nha các bác nhá. Điều chỉnh điện luôn, rất là tiện lợi và hiện đại. Thế còn đây, trong không gian khoang lái thì các bác có thể nhìn là con xe này, túi khí này, người lái, người ngồi này, túi khí dọc sườn luôn. Đấy, một chiếc xe có bản full cửa nóc, điều hòa gió giấy các thứ thì ở đây. Thế còn cửa nóc thì ôi con này nói thật quý vị các bạn là em chưa thử đâu. À chà 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 chà, mở cửa nóc ra luôn. Wow, rất là hiện đại. Đấy các bác nhìn nhá. Nó có chế độ mở cửa nóc theo số má đàng hoàng. Đấy, đóng vào cái là tự động luôn. À, có nghĩa là độ mở nó bằng cái này. Đấy các bác nhìn này, có cái các cái góc chỉnh độ mở cửa gió luôn, à cửa nóc luôn. Đấy, rất là hiện đại tiện lợi luôn. Mình xoay núm vặn cái là ra. Đấy. Cái này giới thiệu các bác rồi đấy. Gió riết các thứ rồi đèn đóm này. Đấy, kính các thứ à che nắng này. Đấy, gương chiếu hậu này, rồi màn hình camera hành trình. Đấy, rất là hiện đại tiện lợi luôn, kết hợp camera lùi. Đấy, thế còn điều hòa. Đấy, các bác này, điều hòa này. Hàng chất luôn, điều hòa auto, điều chỉnh auto luôn. Đấy, bật phát là điều hòa mát rượi luôn, gió máy nét căng. Đấy, rất nhiều chức năng, điều hòa hai vùng các bác nhìn nhá. Điều hòa hai vùng điều chỉnh luôn. Đấy, rất là tiện lợi về hiện đại. Đấy. Màn hình giải trí này, nó hiển thị rõ điều hòa luôn và các cái phím bình thường thôi. Nói chung không có gì. Còn đâu là cần số, con này bản sport nên là nó có bản turbo, nên là nó có cả chế độ lái theo chế độ chậm S ấy, thì nó sẽ có gảy tay trên vô lăng, rất là hiện đại luôn. Gảy số này các bác nhá. Đấy, gảy số trên vô lăng này. Đây, bên này cũng thế ạ. Đấy. Các cái phím điều chỉnh trên kia thôi. Trên cái hộp đằng trước này thôi. Đấy, các bác nhìn đấy. Nói chung là nó cũng vậy vậy thôi, không có gì. Thế còn đây là nói hỗ trợ âm thanh kết hợp với loa. Em đang tìm một cái chức năng mà hầu như con hiện đại nào cũng có, đó là cruise control. Thế nhưng mà cái cruise control này thì hình như là con này không được tích hợp rồi. Đấy. Thế còn đâu các chức năng mưa miếc các thứ nước nôi thì chắc chắn là full phè phè rồi. Đấy. Ta mở cửa gió đóng một cái cho nó rực rỡ. Đấy, đóng hẳn vào cái là chỉ vặn núm thôi. Con này rất hay, vặn núm không phải gạt như các cái dòng bình thường. Chiếc xe thì chạy được 16 vạn rồi các bác nhá. 16 vạn rồi, đồng hồ các thứ là ngon. Đấy, không chê vào đâu được.
Nói chung là ngồi không gian thì rất là rộng rãi. Nó có mỗi cái điểm trừ đó là chiếc xe sử dụng khóa vặn, chưa phải là hệ khóa đèn ổ start stop. Đấy, thế thôi. Còn đâu là rất là rộng rãi và thoải mái, sạch sẽ, đẹp đẽ. Đấy, các chức năng hiện đại với tầm giá. Và đây, phanh phanh tay đây, phanh tay điện này. Rồi các cái núm điều chỉnh đây cũng rất là dễ dàng nhìn thấy. Đấy, âm thanh các thứ là điều khiển hết trên một cái vùng này, rất là tiện. Cổng sạc, cổng xiếc này, hộc để đồ này, rộng rãi hai tầng luôn. Rồi hộc dưới này, rất là tiện lợi để rất nhiều thứ luôn. Đấy, một chiếc xe cũng tương đối khá là ok. Đấy, gầm bệ con này thì đảm bảo cho quý vị các bạn luôn. Thế còn đây, mở nắp capo. Đấy. Đấy, mở nắp capo cái nó lên luôn. Hình có ngay. Máy con này thì chạy ui, capo sao nó nhẹ thế nhỉ? Chỉ bằng một cái trống thôi nhưng mà máy rất là đơn giản nữa. Không ngờ là máy nó lại nhỏ này. Đấy. Đầu tiên là các bác có thể nhìn cùng em là các cái phần đầu không có một chút để gọi là biến dạng cong vênh, không đâm va. Nắp capo à. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy, thời tiết nắng đẹp nên là nhìn các chi tiết nó rất là ok luôn. Đấy các bác nhìn này. Bình nước, bình tán các thứ nó còn căng luôn. Xe đẹp, nét căng luôn này. Đấy. Hàng chất luôn. Đấy. Gân này, gân nổi lép luôn này. Đấy. Đây là cục phanh ABS cho cả bốn bánh phanh đĩa của chiếc xe này, tránh trơn trượt này. Phanh cẩn AB luôn này. Rồi, còn đây là cụm turbo của xe này, cụm khí thải kết hợp turbo luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, máy turbo đấy. À, máy 2.0 FSI turbo đây, turbo Audi đây. Đấy, còn đây là bên cam bên hệ xả. Đấy các bác nhìn này, máy turbo nhá. Turbo rồi. Đó. Đấy, máy rất là chắc luôn. Đấy. Máy nó lại còn định hình luôn một khoang ở đây. Đấy. Nó rất là an toàn và êm. Dòng máy chạy rất là chất luôn. Đấy. Còn các cái phần đầu răng đằng này thì các bác nhìn này, nét căng luôn này. Đấy. Không đâm va nha các bác nhá. Nhìn nhá. Nó rất là đều, nét. Đấy. Con này thì được bộ đèn này không chê ở đâu được, đèn này. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy, hàng chất thóc thật. Đấy. Máy thì chất là chất luôn. Máy êm chất. Đấy. Nắp capo ui sạch sẽ đẹp đẽ. Đúng là hàng thuốc chuột. Đấy. Còn nước thì dầu mã các thứ thì đổ đây nhá các bác nhá. Đấy. Đấy. Rất rõ ràng luôn và rất là sạch sẽ gọn gàng. Không như những cái dòng bình thường. Hàng Đức mà lại hàng Audi thì các bác biết rồi. Nói thật cho các bác là nhìn cảm giác thế này thôi nhưng cái nắp capo em thấy cực kỳ nhẹ luôn. Không chê vào đâu được. Đúng là không có điểm gì để chê được những chiếc xe Audi này. Đó. Bây giờ ta vào bật bộ đèn, không như mọi khi bật bộ đèn. Gầm thì sao? Gầm nhìn một tí thôi, còn nó hàng chất rồi thì không phải nghĩ gầm đâu. Đấy, các bác nhìn nhá, gầm bạ này. Nó chất chắc thế này em ơi. Đó. Bây giờ ta bật bộ đèn ở chiếc xe để xem là đèn đóm nào nhá. Bật luôn chế độ auto đi. Auto à? Điều chỉnh ánh sáng auto rồi. Rồi, bật cái này cho nó hoành tráng. À. Bật chế độ full luôn. Đấy các bác nhìn này. Đèn này. Đấy. Đẹp nháy nhá. Mặt là nháy rất là đẹp này. Đấy. Bây giờ trời nó đang sáng nên bật cái chế độ này thì nó hơi bị ấy. Đấy các bác cũng thông cảm. Đấy. Sao còn chế độ gì nhỉ? Auto. Auto nó chỉ điều chỉnh góc mở thôi. Không có gì. Đấy, bóng đèn nó sáng, bắt đầu sáng dần đấy các bác nhìn này. Đấy, hàng chất rất là đẹp. Đó. Vâng. Thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Vũ Duy Auto tại quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã đi vòng quanh giới thiệu cho các bác một chiếc Audi A6 bản 2.0 turbo cực kỳ là đẹp, form dáng rất là thể thao, hai cái điện điều chỉnh, nội ngoại thất không chê ở đâu được, lốp lam mới, form dáng rất là tuyệt vời và nước lôi lênh láng. Với cái giá thì cũng chỉ chưa đến 500 thì đã mua ngay được một chiếc Audi này rồi. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe đẹp mà chất mà lại ngon lành cành đào này thì hãy alo ngay cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 158 926. Cửa hàng em ở quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng, rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã đồng hành theo dõi chia sẻ giúp Vũ Duy Auto và xin trân trọng cũng biết ơn khi mà quý vị và các bạn đăng ký kênh cũng như là like chia sẻ giúp Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị và các bạn có được cho mình những chiếc xe đẹp nhất, những chiếc xe ưng ý nhất.